các chiếc trực thăng Hoa Kỳ đã đưa thêm 8 thi hài tìm được tới một căn cứ quân sự của Indonesia trong lúc công tác tìm kiếm nạn nhân và tìm nơi chiếc phi cơ bị rơi đang được tiếp tục. Đã tìm được trên 30 thi hài, nhiều nạn nhân bị kẹt với dây an toàn và dính chặt trên các tấm mảnh vụn của chiếc phi cơ. Trung tá Hải quân Hoa Kỳ Greg Adams đã nói với báo chí tại căn cứ quân sự ở bang Kalimantan rằng tất cả tin tức ghi nhận được đầu tiên là trao cho cơ quan tìm kiếm và cứu cấp quốc gia hay Basarnas. Các tin tức này liền được chuyển đến các chiếc tàu tìm kiếm. Mọi người đang cùng cộng tác để có thể nhanh chóng tìm được nạn nhân. Cơ quan Basarnas đã cho biết trong ngày thứ Bảy là khu vực tìm kiếm đang mở rộng vì mảnh vụn chiếc phi cơ đã trôi dạt trên 200 hải lý. Các chiếc trực thăng sẽ tập trung tìm kiếm dọc bờ biển phía nam đảo Borneo.